Xin kính chào tất cả cô bác anh chị đã đến kênh LTK Bonsai. Dạ, rất vui được gặp lại cô bác anh chị. Dạ, hôm nay em có về lô mà chân vàng, em muốn em cắt phôi cô bác anh chị, cũng vẫn là như cũ nha. Dạ, em xin nhắc lại địa chỉ em là ở thành phố 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Dạ, em tên Trạng. Dạ, cô bác giao lưu với cùng em qua số điện thoại 0378 766 77 nha. Rồi, cái lưu của bác chị là cây số 1. Cái này toàn bộ gấp phôi làm xử lý đấy hết toàn bộ của anh chị. Là cây mình sống khỏe thôi, có anh chị cứ mua về mà mổ bầu ra là cứ trồng à, cứ an tâm ha. Rồi em cũng xin lại em mà bao phí ship trên toàn quốc luôn của bác anh chị. Bao sống luôn ha. Rồi, cây số 1. Chiều cao nó là 30. Rồi, tổng thân nó là 9. 9 rưỡi để 9 nha. Rồi, cây số 1 chưa lưu với cô bác anh chị là 200.000 luôn cho cây trang vàng lá nhỏ. Tục cây số 2. Chiều cao nó khoảng 35. Rồi, tổng thân nó là 9. Cây số 2 vô lưu với cô bác chị là 150.000 luôn cho cây trang vàng lá nhỏ. Tục cây số 3, chiều cao nó khoảng 25. Cái này dáng nó uống rất là đẹp luôn anh chị. Tổng nguồn thân đó là 12. Cây số 3 vô lưu của anh chị là 300.000 luôn cho cái trang vàng lá nhỏ. Cây số 4, chiều cao nó khoảng 25. Rồi, tổng nguồn thân đó là 12. Cây số 4 vô lưu của anh chị là 250.000 luôn cho cái trang vàng lá nhỏ. Tục cái số 5, chiều cao nó khoảng 35. Tổng thân nó là 10. Cây số 5 giao lưu quá chị là 200.000 luôn cho cái trang vàng lá nhỏ. Cái số 6, chiều cao nó khoảng 35. Rồi, tổng nguồn thân nó là 12. Cây số 6 vô lưu của bác chị là 400.000 luôn cho trang vàng lá nhỏ. Cây số 7, chiều cao nó khoảng 10, 12. Rồi, tổng thân lớn là 8. Cây số 7 vô lưu của anh chị là 250.000 luôn cho trang vàng lá nhỏ. Cây số 8, chiều cao nó khoảng 25. Tổng thân nó là 14. Cây số 8 vô lưu của anh chị là 300.000 luôn cho trang vàng lá nhỏ. Tục cây số 9, chiều cao nó khoảng 35. Rồi, tổng nguồn thân đó là 11. Cây số 9 vô lô quách chị là 250.000 luôn cho trang vàng lá nhỏ.
Trục cái số 10. Chiều cao khoảng 30. Rồi, tổng thân nó là 10. Cây số 10 vô lưu quách chị là 250.000 luôn. Cho cây trang vàng lá nhỏ. Cái 11. Chiều cao nó khoảng 15. Tổng thân nó là 10. Cây số 11 vô lưu quách chị là 250.000 luôn. Cái cây trang vàng lá nhỏ. Em xin nhắc lại là em bao sống luôn các bác chị, với em bao phí ship trên toàn quốc luôn ha. Rồi cây 12, chiều cao khoảng 40. Rồi tổng công thân đó là 13. Cây số 12 vô lưu của bác chị là 300.000 luôn. Cho cái trang vàng lá nhỏ. Các anh chị giao lưu qua cùng em qua số điện thoại 0378 766 77 nữa. Rồi tiếp tục cây 13, chiều cao nó khoảng 35. Rồi tổng hình thân đó là 12. Cây 13 giao lưu bách chị là 250.000 luôn. Cái trang vàng lá nhỏ. Lô trang này rất là dài cây của anh chị. Rồi cây 14, chiều cao nó khoảng 35. Tổng thân nó là 13. Cây 14 vô lưu của bác chị là 300.000 luôn. Cho trang vàng lá nhỏ. Tục cây 14. Ok 15. Chiều cao nó khoảng 25. Tổng thân lớn đó là 9. Này nguyên cũng đặt của anh chị. Rồi. Tổng thân đó là đặt đó là 20. Rồi cây 15 vô lưu của anh chị là 250.000 luôn. Cho cái trang vàng lá nhỏ. Cái 16, chiều cao nó khoảng 30. Tổng hình thân đó là 11. Cây 16 vô lưu của bác chị là 250.000 luôn. Cây trang vàng lá nhỏ. Đưa giấy lên. 17, chiều cao nó khoảng 35. Rồi tổng hình thân đó là 11. Cây 17 giao lưu của bác chị là 250.000 luôn. Cho trang vàng lá nhỏ. Cây 18, chiều cao nó khoảng 35. Tổng thân đó là 12. Cây 18 vô lưu của anh chị là 300.000 luôn. Cho trang vàng lá nhỏ. Cây 19, chiều cao khoảng 30. Tổng hình thân đó là 10. Cây 19 vô lưu của anh chị là 200.000 luôn. Cho trang vàng lá nhỏ. Cây 20, chiều cao nó khoảng 30. Tổng hình thân đó là 8,5 x 8.
cây 20 vô luôn của bác chị là 250.000 luôn. Cái trang vàng lá nhỏ. Cây 21. Chiều cao khoảng 30. Rồi, tổng một thân đó là 11. Cây 21 vô lưu của bác chị là 300.000 luôn. Cho trang vàng lá nhỏ. Cây 22. Chiều cao khoảng 17. Rồi, tổng con thân đó là 14. Cây 22 vô lưu của bác chị là 250.000 luôn. Chơi trang vàng lá nhỏ. Cây 23. Chiều cao nó khoảng 25. Rồi, tổng một thân đó là 14. Cây 23 vô lưu của bác chị là 350.000 luôn. Chơi trang vàng lá nhỏ. Cây 24, chiều cao khoảng 20. Tổng nguồn thân đó là 10. Cây 24 vô lưu của bác chị là 300.000 luôn. Cây trang vàng lá nhỏ. Này cũ đặt luôn của anh chị. Cây 25, chiều cao đó khoảng 25. Rồi, tổng thân đó là 13. Cây 25 vô lưu của bác chị là 300.000 luôn. Cho trang vàng lá nhỏ. Cây 26, chiều cao khoảng 25. Rồi, tổng một thân đó là 12,5, cái 12 luôn. Cây 26 vô lưu của bác chị là 250.000 luôn. Cây trang vàng lá nhỏ. Cây 27, chiều cao nó khoảng 25. Tổng thân đó là 13. Cây 27 vô lưu của bác chị là 300.000 luôn. Cây trang vàng lá nhỏ. Cây 28, chiều cao nó khoảng 25. Tổng thân lớn đó là 10. Cây 28 vô lưu của bác chị là 250.000 luôn. Chơi trang vàng lá nhỏ. Rồi, của bác chị vô lưu cùng em qua số điện thoại 0378 766 77 ha. Rồi, tục cây 29, chiều cao nó khoảng 18. Tổng hình thân nó là 10,5, cái 10. Cây 29 giao lưu của bác chị là 250.000 luôn. Cái trang vàng lá nhỏ. Tục cây 30, chiều cao khoảng 30. Rồi, tổng thân đó là 11. Cây 30 vô lưu của bác chị là 300.000 luôn. Cho cái trang vàng lá nhỏ. Cây 31, chiều cao khoảng 15.
Rồi tổng con thân đó là 12. Cây 31 vô lưu của bác chị là 300 ngàn luôn, cho cái trang vàng lá nhỏ. Cây 32 chiều cao khoảng 30. Tổng thân đó là 10. Cây 32 vô lưu của bác chị là 250 ngàn luôn, cho cái trang vàng lá nhỏ. Cây 33 chiều cao khoảng 25. Rồi tổng thân đó là 12. Cây 33 vô lưu của bác chị là 300 ngàn luôn, cái chân vàng lá nhỏ. Cây 34 chiều cao khoảng 35. Rồi tổng hình thân đó là 12,5, tính 12 luôn. Cây 34 vô lưu của bác chị là 300 ngàn luôn, cái chân vàng lá nhỏ. Cây 35 chiều cao khoảng 20. Tổng thân đó là 11. Cây 35 vô lúa của bác anh chị là 200 ngàn luôn, cho cái trang vàng lá nhỏ. Đem bao phí ship cho Hàn Quốc của bác anh chị. Cây 36 chiều cao khoảng 30. Tổng thân đó là 12. Cây 36 vô lưu của bác chị là 250 ngàn luôn. Cho cây trang vàng đó nhỏ. Cây 37 chiều cao khoảng 30. Rồi tổng thân đó là 9. Cây 37 vô lưu của bác chị là 200 ngàn luôn, cái trang vàng lá nhỏ. Cây 38 chiều cao nó khoảng 30. Rồi tổng con thân là 9. Cây 38 vô lưu của bác chị là 250 ngàn luôn, cho trang vàng lá nhỏ. Cây 39 chiều cao nó khoảng 25. Rồi tổng thân nó là 14. Cây 39 vô lô của bác chị là 350 ngàn luôn, cho cái trang vàng lá nhỏ. Cây 40 chiều cao nó khoảng 25. Tổng con thân nó là 9. Cây 40 vô lưu của bác chị là 250 ngàn luôn, cho cái trang vàng lá nhỏ. Cây 41 chiều cao nó khoảng 30. Rồi tổng hình thân đó là 11. Cây 41 có giá là 300 ngàn luôn, cho cái trang vàng lá nhỏ. Một cây 42 chiều cao nó khoảng 25. Tổng hình thân đó là 12. Cây 42 vô lô của bác chị là 350 ngàn luôn, cho cái trang vàng lá nhỏ. Cây 43
chiều cao khoảng 25. Tổng hình thân đó là 12. Cây 43 vô lô quát chỉ là 400.000 luôn. Chơi trang vàng lá nhỏ. Cây 44 chiều cao khoảng 40. Rồi tổng hình thân đó là 11. Cây 44 vô lô của bác chị là 300.000 luôn. Cho trang vàng nó nhỏ. Một cây 45 chiều cao khoảng 20. Tổng hình thân đó là 12. Cây 45 vô lô của bác chị là 300.000 luôn. Cho trang vàng nó nhỏ. 46 chiều cao khoảng 40. Tổng hình thân đó là 13. Cây 46 vô lô của bác chị là 300.000 luôn. Cho trang vàng lá nhỏ. Một cây 47 chiều cao khoảng 25. Tổng hình thân đó là 13. Cây 47 giá là 350.000 luôn. Chơi trang vàng lá nhỏ. Cây 48 chiều cao khoảng 25. Tổng thân đó là 10. Cây 48 vô lô của bác chỉ là 300.000 luôn. Chơi trang vàng lá nhỏ. Rồi tiếp tục cây 49 là cây cuối cùng trong lô luôn, chiều cao khoảng 25. Tổng nguyên cũ là 22 rưỡi trái 22. Rồi tổng thân lớn đó là 9. Cây 49 vô lô của bác chị là 450.000 luôn. Cho cây trang vàng lá nhỏ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô bác vào clip sau. Chào, hẹn gặp lại.